được mở đầu bằng một thông tin biểu tình bạo động sau khi cảnh sát bắn chết thanh niên người da màu ở ngoại ô thành phố Minneapolis. Hàng trăm người biểu tình đang giận dữ và đụng độ với cảnh sát ở ngoại ô thành phố Minneapolis ở tiểu bang Minnesota sau khi một thanh niên da màu 20 tuổi bị bắn chết trong khi bị dừng xe vì vi phạm giao thông. Các cuộc biểu tình ở Brooklyn Center bùng phát trước phiên xử của ông Derek Chauvin, cựu cảnh sát Minneapolis bị buộc tội giết ông George Floyd, tiếp tục tại một tòa án cách đó chưa đến 16 km. Bên ngoài sở cảnh sát Brooklyn Center, khói bốc lên nghi ngút khi hàng loạt cảnh sát bắn đạn cao su và hơi cay vào những người biểu tình. Một số người trong số họ dùng đá, túi rác và chai nước để ném ngược lại vào cảnh sát. Thị trưởng Brooklyn Center đã ra lệnh giới nghiêm cho đến 6 giờ sáng và giám đốc học vụ khu vực cho biết để đề phòng thì học khu sẽ chuyển sang hình thức học từ xa vào thứ hai hôm nay. Người đàn ông bị cảnh sát giết chết được xác định là Dontre Wright, 20 tuổi.